Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con cá sinh tơ mẫu đẹp nha. Chân móng hoàn thiện nè. Đó, chân móng sò, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Cá sinh tơ này mẫu cực kỳ đẹp nha. Bò tầm 10 tháng tuổi. Đó, rúng nè, yếm về cui à. Quyền bò không lan giá nha. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Cái sinh tơ bò tầm 10 tháng tuổi, cao 1m1 bò, xe lưng nè. Đít thì cao 1m14. Yếm thì về cui. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè các bạn. Chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, quà đen. Đóng cày đuôi cực kỳ khéo luôn. Cao 1m1 bò đến cao 1m14. Rúng lườn chen. Cái sinh tơ mẫu đẹp nha các bạn. Cao 1m1 đến cao 1m14, bò tầm 10 tháng tuổi, rúng lườn chen, giá là 17 triệu 500 ngàn các bạn. Cái sinh tơ này thì chủ báo giá là 17 triệu 500 ngàn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Xây lưng, xây mặt đồ nghiêm chỉnh hết. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cây đuôi chà bá luôn nè, hoa đen. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò, chân kiền khú luôn các bạn. Đó các bạn thấy không, mẫu cực kỳ đẹp nha. Cái sinh tơ qua tầm 10 tháng tuổi, mẫu đẹp. Giá là 17 triệu 500 ngàn các bạn. 17 triệu 500 ngàn. Cái sinh tơ mẫu đẹp giá 17 triệu 500 ngàn. Giá là 17 triệu 500 ngàn. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Đòn dài nè. Lông đuôi một chùm. Chân móng sò. Sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cái sinh tơ này sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Sải lưng nè, bạc gu nè. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Yếm về cui à. Yếm về cui à. Đó, bốn vú đều ro này, vú hết biết nè. Đó. Xây lưng, xây mặt đồ nghiêm chỉnh các bạn. Xây lưng, xây mặt đồ nghiêm chỉnh. Đó, đóng cày đuôi cực kỳ khéo luôn các bạn. Đóng cày đuôi cực kỳ khéo luôn nè. Đó, đóng cày đuôi cực kỳ khéo nha. Giá 17 triệu 500 ngàn các bạn. 17 triệu 500 ngàn. Cái sinh tơ này nha. Đó, quyền bò hết các bạn. Mẫu đẹp. Giá 17 triệu 500 ngàn. Cao 1m1 bò đến cao 1m14. Bò tầm 10 tháng tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.